Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 29 tháng 3, đợt 3 cuộc thi trên mạng Internet tìm hiểu văn kiện Đại hội Đảng đã chính thức bắt đầu. Ngay tại thời điểm chính thức mở thi đợt 3, đã có đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện bài thi với tinh thần quyết tâm cao. Để chuẩn bị cho đợt thi lần này, ngay từ rất sớm, Đảng bộ thị trấn Bát Sát đã quán triệt toàn bộ nội dung tinh thần của cuộc thi đến với cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ. Do đó, ngay khi phần mềm chính thức được mở để tiếp nhận bài thi, cán bộ công chức Ủy ban nhân dân thị trấn đã rất sôi nổi tham gia. Qua những cái việc mà tuyên truyền bằng nhiều thức, đặc biệt là cái tuyên truyền mà trách nhiệm này, thì cái nghị quyết của Đảng cũng như nghị quyết của tỉnh Lào Cai, nghị quyết của huyện Bát Sát, kể cả nghị quyết của Đảng bộ thị trấn Bát Sát sẽ đi vào cái cuộc sống của người dân, nó sẽ thiết thực hơn. Tin tưởng rằng là thông qua cái chương trình học như thế này thì làm cho cán bộ đảng viên và nhân dân sớm hiểu được cái giá trị cốt lõi của cái nghị quyết 13 của Đảng. Là đơn vị có thành tích rất cao ở hai đợt thi trước, để có được kết quả như vậy, chi bộ chi cục thuế Bát Sát đã triển khai cuộc thi rất sáng tạo, nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Chi bộ đã thành lập nhóm Zalo để có thể cùng thảo luận, kiểm soát số lượt làm bài, tranh thủ thời gian buổi tối để không ảnh hưởng tới công việc chuyên môn. Với cuộc thi này, chúng tôi nhận thức là thực hiện tốt các cái nghị quyết của Đảng để đưa cái nghị quyết này vào cuộc sống càng sớm càng tốt, và mọi đảng viên, công chức, người lao động là hiểu được các cái nghị quyết cũng như là các cái chính sách và các cái kế hoạch của Đảng và nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Theo đánh giá của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, kết thúc đợt thi thứ hai đã có tổng số gần 55.000 lượt người tham gia với trên 1,7 triệu lượt thi và trên 400.000 lượt người trả lời đúng 19 câu hỏi của ban tổ chức cuộc thi. Điều này cho thấy sức hút của cuộc thi đối với cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh là rất lớn. Chúng tôi hy vọng rằng là cái lần thứ ba này thì cũng sẽ được lực lượng đông đảo hơn nữa, với cái mục tiêu là hiểu về các cái mục tiêu cũng như là biện pháp, giải pháp để trong phát triển của đất nước trong 5 năm tới, và đồng thời đưa ra cái tầm nhìn đến 2030 cũng như 2045 để khơi dậy một cái sự khát vọng của toàn đảng, toàn dân, một khát vọng Việt Nam trở thành một nước phát triển có thu nhập cao và theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dự kiến đợt thi thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 3 đến 10 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2021. Việc tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải sẽ diễn ra vào dịp 19 tháng 5 nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác.